Rồi xin chào tất cả anh em. Cho video này em sẽ test hai sản phẩm, đó là con Pioneer QRQX949 và một con lọc Victor 70 gửi cho hai bác ở Bình Phước và Đống Đa Hà Nội. Đó là âm ly là em gửi cho anh Chính ở Ô Chợ Dừa Đống Đa Hà Nội, cái lọc là gửi cho anh Ninh, tỉnh Bình Phước, phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Rồi xin mời anh em nghe nha, em sẽ test con lọc nha. Còn âm ly là em test rất là nhiều rồi, cả ngày nữa rồi. Em có nghe cái gì khác không? Xin mời anh em nghe nha. Và anh em nhớ đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất bên em, và chọn lựa cho mình một sản phẩm ưng ý nha. Thank you.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Thì anh em nhớ theo dõi kênh để luôn luôn được chọn lựa cho mình một sản phẩm thích hợp.